Vâng, cửa hàng âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Clip của ngày hôm nay, ngày 21 tháng 12 năm 2021, cửa hàng âm thanh Hạnh xin test 4 sản phẩm gửi cho 4 vị khách hàng có 4 địa chỉ khác nhau. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc đài xốp Toshiba SX3 còn nguyên thùng hộp và sản phẩm này thì còn rất mới. Cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Linh Kiều, Cần Thơ. Sản phẩm thứ hai nữa là một chiếc băng đài Soli chữ ký hộp nhôm. Cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Hưng Yên. Vâng, cuốn băng này thì cực kỳ là cao. Giá trị thì quý khách hàng biết là bên cửa hàng âm thanh Hạnh những cuốn băng mà có giá trên 2 triệu cửa hàng cũng đã bán rồi. Có những cuốn 6-7 triệu cửa hàng cũng đã bán rồi. Thì đây là một cuốn băng Soli chữ ký quý vị và các bạn đang được nhìn thấy còn nguyên hộp. Cửa hàng cũng đã ghi chương trình cho khách hàng rồi. Và sản phẩm tiếp theo là một bộ lau đĩa than chạy pin. Cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ ở Cầu Giấy, Hà Nội. Và vị khách hàng đặc biệt của clip mà hôm trước đã về với cửa hàng được một chiếc đồng hồ phù điêu đồng đúc. Quý khách hàng cũng đã chốt đơn và chuyển khoản cho cô chủ shop đầy đủ rồi nhá. Anh là những vị khách hàng trong thời gian gần đây ủng hộ rất nhiều các thiết bị bên cửa hàng cung cấp như những chiếc đồng hồ đá, những chiếc điện thoại, những chiếc đồng hồ phù điêu cũng như những chiếc đàn thì anh cũng đã chốt rất nhiều rồi ạ. Vâng, clip này thì cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ test chiếc đài cho quý vị và các bạn cùng với vị khách hàng đã chốt sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Hạnh cung cấp để các bác biết sản phẩm của mình trước khi được rời khỏi cửa hàng. Cửa hàng cũng đã lên đơn cho quý vị và các bạn đây rồi nhé. Chiếc đài này thì còn rất mới ạ. Vâng, một cuốn băng Sony chữ ký cửa hàng âm thanh Hạnh xin gửi cho anh Tùng có địa chỉ tại Hưng Yên. Anh Tùng là những vị khách hàng thường xuyên ủng hộ các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, điển hình như những chiếc đài, những chiếc đầu băng cối. Vị khách hàng tiếp theo, cửa hàng xin gửi chiếc đài cho anh Việt có địa chỉ tại đường Nguyễn Tri Phương, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong 12 giờ kém đêm hôm qua anh cũng đã chuyển khoản đặt hàng chiếc đài này rồi ạ. Xin gửi cho anh Quân có địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội, một bộ lau đĩa than đây ạ. Vị khách hàng tiếp theo, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc đồng hồ phù điêu treo tường. Chiếc này rất nặng luôn ạ. Đồng đúc. Vâng, trước khi gửi hàng cho những vị khách hàng ở xa thì cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ test cửa băng cassette này và test radio cho quý vị và các bạn. Và sau đây cửa hàng sẽ test cửa radio cho quý vị. Thời gian qua, tình trạng tự tử trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên lại có chiều hướng gia tăng sau một vài năm tưởng như đã giảm, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội khi phần lớn người tự tử đang trong độ tuổi lao động. Tiết mục Chuyện Buôn Sóc Bản Mường hôm nay phân tích cùng đồng bào và các bạn về câu chuyện này. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, số vụ tự tử liên quan đến người dân tộc thiểu số chiếm 73% số vụ tự tử trên các địa bàn. Theo cơ quan công an, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình không được giải quyết, bi quan cuộc sống do nợ nần, túng quẫn. Đáng chú ý là do đặc điểm sóng ở đây nhé,
bộc trực, thẳng tính, nhưng thường tự ti, mặc cảm, sống khép kín. Khi gặp bế tắc hoặc chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nhiều người đã chọn cách tự tử. Người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường có dịp đến nhiều vùng núi cao, vùng sâu vùng xa thì thấy rằng có muôn vàn lý do dẫn đến nạn tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều lý do nghe rất khó tin. Vâng, vậy chiếc bài này thì còn rất rất mới luôn. Cửa hàng Ấm Thạnh Hạnh chưa có cả thời gian test những sản phẩm đăng lên kênh để cho quý vị và các bạn nghe thì đã có khách hàng chốt đơn. Những sản phẩm về với cửa hàng thì cửa hàng thường làm những clip thông báo đăng lên kênh, còn có thời gian thì cửa hàng mới test những sản phẩm để quý khách hàng có thể được nghe và chiêm ngưỡng sản phẩm lần nữa. Nhưng những sản phẩm mà không được cửa hàng Ấm Thạnh Đức Hạnh test hàng thì quý khách hàng vẫn có thể xem lại clip mà cửa hàng vẫn đăng hàng ngày vào mỗi một buổi tối của các ngày. Vâng, vậy chiếc đài này thì còn rất đẹp, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Linh Kiều, Cần Thơ. Radio thì rất là nét nhé. Và những sản phẩm cửa hàng cũng đã đọc danh sách của những vị khách hàng ở đây rồi, thì quý khách hàng có thể nhận hàng trong những ngày tới giúp cửa hàng Ấm Thạnh Đức Hạnh. Vâng, để kết thúc video này tại đây, cửa hàng sẽ tiếp tục thông báo những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn ở clip sau. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.